Đây, bên kia đường đã trồng rất là nhiều hoa ha. Cúc nó đã nở luôn rồi. Đấy, người ta đang lặt bông thì phải. Đây lặt bông cho hoa đây. Đây là trung tâm của huyện Mỏ Cày Bắc ha. Trung tâm huyện Mỏ Cày Bắc. Lúc trước thì cũng gọi là Ao Vác á. Cái đó là cây xăng. Ở đây giống như là một cái thị xã rồi, nói là một thị trấn này. Cửa giống như đây giống là lên có đầy đủ á, buôn bán chưa đây chủ yếu người ta buôn bán là nhiều. Cái đinh lăng này quá trời luôn, cái đinh lăng nó quá trời to luôn á. Đây đinh lăng nó làm tay ngâm rượu và làm thuốc rất là tốt. Đây nó có mấy cái cọc rất là to, cái cọc này nó tuổi đời giống như mấy cái trăm năm rồi. Chẳng có huyện thôi, chẳng có gì cả. Nó mang tiếng là quê nó cũng có thị trấn mà ha. Nó cũng có học, cũng có chợ ở trong đấy. Quê thì không phải chợ ở thành phố thôi, người ta cũng buôn bán đầy đủ đồ hết. Có điện thoại đây, trung tâm Vinaphone, Tạp Hóa, Bách Hóa này. Bán điện máy rồi, trái cây rồi. Giờ này thì là tầm 12 giờ rưỡi rồi, 12 giờ rưỡi đó, chợ cũng tan rồi. Chứ ở đây ở quê người ta chứ người ta đi chợ buổi sáng thôi, tầm buổi sáng thôi, hàng hóa mà bán cả ngày rồi. Giờ này mà người ta bán quán cả ngày nhưng mà sáng như quê chủ yếu là người ta đi chợ buổi sáng thôi. Chỉ còn được vài cái cầu như này thôi, tất cả đã được xây bê tông hết rồi, còn vài cái cầu sắt thôi. Lúc trước á, cách đây chừng khoảng 10 năm á, 10 năm về trước á, người ta chỉ dùng cầu gỗ thôi á, cầu gỗ nhưng mà kết cấu bằng bằng sắt, người ta lót những tấm ván gỗ. Sau này cái đó là nó hết rồi, hiện tại còn một cái cầu là cái cầu chở lách. Cầu chở lách thì nó cái sàn lót của nó vẫn bằng gỗ, nó rất là cao. Bắt qua sông Chợ Tách. Lúc mà mình còn đi học á thì cũng hay đi qua cây cầu lắm. Mấy tấm ván mà nó bị xe chạy mà nó bị gãy ra đó thì rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Đi mà mình đi trên cầu mà mình nhìn xuống, thời đó đi xe đạp với lại đi bộ thì trên cầu mà mình nhìn xuống thấy đáy sông dưới, mấy lỡ mà tụt cho xuống dưới là không biết như thế nào luôn đó. Ở đây có một cái chỗ bán điện máy rất là lớn nè, điện tử đạn nè. Đây là quê này rất là lớn. Tiến nhân bán điều khiển, bán máy móc, cơ khí nha, nhiều loại cơ khí. Rồi chúng ta vừa ra khỏi huyện Mỏ Cày Bắc là Ba Vác á. Giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong đi vào cái mơn ha. Đây trước cổng trường quân sự mơn cả rất là đẹp ha, rất là to đấy, đẹp rất là to ha. Phía bên trong công viên người ta cũng trồng rất là nhiều hoa ha. Đây này cũng không biết cũng là cho thuê hay là bộ đội đang dân sản xuất đó. Năm nào người ta cũng trồng rất là nhiều. Đây, heo chở tấp nập luôn kìa. Mấy chiếc xe chở heo đây. Đây là cái bò, mấy con bằng khe, vài giống như bò, như heo bò. Con này chắc chắc đi bỏ nọc quá, không được. Đây cũng tắt ha, hai bên đường trồng rất là nhiều tắt. Đây, ở đây là nhà ngói ha, ở dưới quê nhà ngói. Ngói ở đó là mát. Quê nè ha, đây rất là nhiều tắt. Đây chúng ta có chiếc xe 51A 96534 hay là xe ở Sài Gòn về ha, đi
chừng đấy. Cái ông mà mới chở chiếc xe mà nguyên một cái đụng cao á, anh em biết là gì không? Ông chở đó là cái dây quấn quấn kiển á, cái dây nhôm á, người ta quấn cho mai á, quấn cho mai hoặc là cái cây kiển á, bây giờ người ta tháo ra, người ta chuẩn bị đi bán Tết á, cái dây đó nó vụn ra thì người ta không có uống nữa, người ta bán phế liệu á, đây phế liệu về người ta tái chế lại. Ta có thể sử dụng lại được á, nhưng mà cái sử dụng để mà uống thẳng nó lại á, nó cũng mất công đi, thì mua cái giá nó cũng rẻ để người ta bỏ, người ta mua cái mới đi. Đây là con heo nái chứ không phải heo này, đây nó là heo nái, cứ tưởng chắc đi bỏ nọc không à, đó, heo nái. Rồi 5 cây nữa chúng ta tới Cảm Ơn ha.